Thưa quý vị và các bạn, ngày nay với sự phát triển của công nghệ hiện đại, không chỉ có nữ giới mà nam giới cũng chăm chút cho mái tóc của mình, một phần gốc của con người. Bạn có thể cắt, uốn, nhuộm hoặc là duỗi, phải không Xuân Long? Đúng rồi chị Thanh Huy. Và cũng vì thế mà mục tiêu dùng thông thái kỳ này sẽ giúp quý vị và các bạn biết được cách chăm sóc tóc và làm đẹp cho tóc với sự tư vấn của Salon Bà Lê. Thưa quý vị và các bạn, bắt nhịp với cuộc sống hiện đại thì người phụ nữ ngày nay luôn mong muốn hoàn thiện bản thân của mình để vươn lên những tầm cao mới. Chính vì thế mà nhu cầu làm đẹp luôn trở nên quan trọng để mang lại sự tự tin cho người phụ nữ. Và ngày hôm nay thì Hải Yến sẽ giới thiệu đến quý vị một địa chỉ đáng tin cậy cho sự chăm sóc và làm đẹp cho mái tóc của mình quý vị nhé. Chào chị Thịt. Chị Thuận ơi, vì hiện tại thì tóc của em đang rất là đơn giản thì chị không biết là em muốn thay đổi kiểu tóc của mình, không biết là chị có thể tư vấn cho em là kiểu tóc nào phù hợp với lại khuôn mặt của em không chị? Em cho chị biết là để em tạo cái kiểu này để đám cưới hay là dự sinh nhật, để chị chọn cho em một cái kiểu để phù hợp với em hôm nay. Dạ, em thì muốn để một kiểu tóc nào có thể là thông dụng, vừa có thể là vừa đi làm vừa đi chơi được đó chị. Vậy thì bây giờ em ngồi và chị sẽ làm ngay cho em. Dạ vâng ạ. Rồi, mời em ngồi. Dạ. Dường như ai đó ngang qua lối về, gió cuốn tóc thề. Dường như trong gió tóc đang nói gì, lắng nghe giùm tôi. Dường như đâu đó nghe trong gió thoảng tiếng hát mơ màng. Thưa quý vị, qua bàn tay khéo léo của chị Vân Miêu Thuần thì Hải Yến đã sở hữu cho mình một mái tóc thật là khỏe đẹp và Hải Yến cảm thấy vô cùng thích thú cũng như là vô cùng hài lòng về kiểu tóc mới này. Vân xin chào chị Thuần, không biết là mình đã gắn bó với nghề tóc này trong bao lâu rồi thưa chị? Salon Bà Lê đối với chị là một cái niềm tự hào vì chị đã kế thừa được hơn 34 năm rồi. Thì chị đã kế thừa được cái sự nghiệp của ba mẹ và cũng như tay nghề, học nghề từ ba mẹ và sau đó là học nhiều nơi, tìm tòi học hỏi để nhằm đem lại mái tóc khỏe đẹp cho khách hàng. Vâng, và chị cảm nhận như thế nào về vai trò của mái tóc đối với vẻ đẹp của người phụ nữ thưa chị? Câu châm ngôn của người xưa, mái tóc là gốc của con người. Thành ra khi mà chọn được mái tóc hài hòa và làm cho mái tóc chắc khỏe sau khi qua nhiều lần hóa chất thì là hiện nay chị cố gắng dùng những kỹ thuật tốt nhất và những sản phẩm hoàn hảo nhất để mang lại mái tóc khỏe đẹp cho khách hàng. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chị Thuần. Thưa quý vị, qua cuộc trao đổi vừa rồi thì hy vọng rằng quý vị cũng đã hiểu được vai trò của mái tóc đối với vẻ đẹp của người phụ nữ và mong rằng quý vị sẽ lựa chọn cho mình những địa chỉ tin cậy để chăm sóc và làm đẹp cho mái tóc của mình.